Toàn thể các quý vị du khách thập phương đã có mặt tại sân khấu Cọ Nước phố đi bộ Kim Đồng tối ngày hôm nay. Lời tiên cho phép Đức xin gửi tới toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, đến hẹn lại lên vào tối thứ sáu, thứ bảy hàng tuần thì phố đi bộ chúng ta lại hoạt động. Vâng, và để và không để quý vị chờ lâu hơn nữa thì ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với chương trình văn nghệ tại sân khấu Cọ Nước phố đi bộ ngày hôm nay. Mở đầu chương trình, xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Con Rồng Việt Nam qua phần biểu diễn của tốp ca nam nữ đến từ câu lạc bộ Tiếng Hát. Thank you.